Ông câu này cho nghe, gặp cụ lão tai nương vậy chống à. Biết chừng nào dân được nguy nhất không? Dân được vui giờ lúc khải hoàng, lúc này nè à. Lúc này mà thì đang lên mình hát vui rồi nha. Hát vui rồi đó, nó thiệt là buồn rồi nha. Hát vui có 30-40 năm mà không? Là từ bao nhiêu nó sắp lên là hát vui rồi, buồn tới rồi đó. Năm thìn nó dữ dội à, thìn này thìn độc rồi nha. Thìn này thìn chứ mà thìn cuối đời à. Thìn lớn à, chắc gì hỏi đạo rồi mày biết. Hỏi đạo, đạo nói cho cháu nghe. Nói giờ ông cháu mình. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Ông cho con gửi cái thiết bị âm thanh vô, mình ông con nói chuyện với ông nha. Rồi con với ông đi kiếm cái chỗ nào mà mát mát rồi con trò chuyện với ông. Đâu có chỗ nào, có dưới xe mát. Ông đi đâu đây ông ơi? Ông đi xin. Ông đi xin hả? Ừ. Sáng giờ ông xin được nhiều không? Trời ơi, có trong ngoài gì à, đâu có nhiều. Rồi con cháu ông đâu? Thôi nó mừng đủ sống rồi cháu ơi. Dạ. Ai mừng nó sống mà nó mừng đủ nuôi con nuôi vợ nữa. Dạ. Rồi mấy cháu ở đâu đặng? Con ở Vĩnh Long con qua. Ờ, Vĩnh Long. Dạ. Yeah. Ông ngồi nghỉ chút đi. Vĩnh Long trên xóm đảo à. Dạ. Yeah. Ôi, con thấy ông cái trong túi ông có cái chà, cái ly nước hả? Ly nước. Ly nước ông uống hả? Có nước uống. Ờ, ông đi tới đâu ông khát nước uống nữa đó không? Đá trà đường. Trà đường. Là ông nói nhà ông ở đâu? Ở lội đường Phương Mỹ á. Ờ, là cách đây cũng xa ông ơi. Xa. Rồi ông đi lên đây bằng gì? Mình đi bằng đầu đi xe. À. Vì đi tạ tạ có đã cho không cho mình đi xe rồi. Mẹ đi về nó dưới lòng trăm mấy rồi. Hết mẹ rồi cậu đâu mà. Ờ đi xe vậy dưới lòng thang mình trăm mấy ngàn ha. Vậy đó nhà trăm mấy đó. Mình xin xuống mỗi vụ có trăm mấy ngàn bực cái hết mẹ rồi cậu đi. Rồi ơi ơi. Tạ tạ có khô gái gần gần hết đi xe. Gần gần mình đi nhẹ tiện chút. Ờ gần gần mình đi cho nhẹ tiện chút ha. Ờ gần gần. Trời ơi. Không mà đi về nhiều khi nó thấy nó cho. À. Nhiều khi 5 đồng 10 đồng. À. 5 đồng 10 đồng nhiều nhất chứ không cho 200-300 đâu vô phương. Bây giờ con mời ông vô quán con để ông ly nước nha. Ông uống cho khỏe rồi hồi con ăn. Vậy là chú nói chú nghe. Bây giờ mấy cháu đi đây chú cũng đồng ý lắm ha. Dạ. Cái trẻ mình quê thì quê đi. Còn giúp đỡ tôi được bao nhiêu là được. Dạ. Cũng nói nhiều hết rồi mình đi. Chút nữa anh con chạy tới rồi con kêu anh con chở ông về nhà luôn cho biết nhà con giúp ông nữa. Thôi khỏi. Bây giờ khỏi cần nhà cửa cho cháu gọc mà cái gì cháu cho tiền định nghỉ bao nhiêu rồi mai mốt con biết rồi ông đâu ông tới giúp nữa nhiều ít gì à, ý là con muốn giúp ông dài dài nữa rồi mai mốt con kiếm ông ở đâu tôi lâu lâu mới lên đây lần chứ đâu phải đi hoài mỗi ngày mới đi đâu ý là con biết nhà mai mốt con tới giúp nữa không có sao đâu bây giờ tôi nói cháu nghe nè cái tiền cái bạc này á giúp hoài lần sau mà có giúp nổi chứ phải mình chúng xấu thì mình giúp còn cái này mình có mận gì được đâu thì nhiều mà giúp gì nổi có một ai đóng góp vô mấy chú hè hội đi á chứ còn tiền mình xuất ra ông nội cũng giúp giờ không nổi nữa dạ nhiều khi con cháu mình đi học mà còn không cho tiền được nữa đó ông năm nay nhiêu tuổi rồi ông chín mươi mấy rồi trời ơi trời chín mấy tuổi rồi hả ông tuổi dậu là 91 ôi cô chú anh chị xem ông nè ông 90 mấy tuổi mà ông còn đi dài đường ôi ông đi bộ nãy giờ xa không thì đi chợ có chợ gì đây nè chợ này chợ Long Phụng chợ cầu trắng lớn cầu trắng là ở dưới kia ông ơi cầu trắng nhỏ dạ cầu trắng lớn trời ơi rồi con cháu ông đông nhiều không ông mấy cháu còn đi lâu nữa dạ con đang đi Sóc Trăng rồi bây giờ luôn nói về nè bây giờ cháu chụp hình thì chụp đi ha cái kệ cháu giúp mình hiểu được bao nhiêu là được cô không nói nhiều hết trơn còn dạ. Đi chỗ này chỗ kia con thấy ông đi ông thấy thương quá à ông đi mệt không quá không có à. Sao đâu
giờ mà con với ông mấy cháu nói gì một người chưa có nói tiếng nói nào mà thương ông già đi mà cho tiền hết đó thôi diễn biệt nó giờ thôi diễn biệt giờ ông già đi luôn không à trời ơi hỏi cháu không làm phước không làm hiền không phun được cảnh riêng sao mình gần dạ gần bà nội gần đó nè mấy cháu định tới năm thìn này là bệnh trở lại nè dạ có thể một mất một còn cái thìn này là thìn dữ dội thìn dạ thìn lớn thìn ngang dạ thìn hồi trước cháu về hỏi của bà già 90 tuổi kể 90 mấy đó bảo lục thìn hồi trước bảo lục xây thìn này nè có thiệt mấy cháu là cuối đời rồi cháu ơi trời tới rồi sắp đến rồi lỡ bình thường ngôn lỡ mà mình không biết chừng nào lắm cái bệnh trở lại kỳ này khó chị à dạ nè cái bệnh sơ sơ bác sĩ chị được còn cái bệnh chạy sách mình sao mà chị dạ cháu biết cái bệnh chạy sách mà nó nhập ở đâu không cháu biết nó nhập đâu mà chết không dạ con không biết nó nhập mà sao lưng là nó ủ nó chết liệt liệt vậy nè à. Còn cái bệnh bây giờ bình thường không quỷ vô thường nó bắt mình dạ ở trong mình bắt ra trong hai ngày bắt vô trong mình bắt ra dạ. Quỷ vô thường ai cũng có hết đó dạ. Mấy cháu làm phước làm hiền không thì nó bớt một con dạ. Là còn 5 con không dạ. Còn cháu làm nữa nó bớt một con nữa là còn 4 con không ra được lời quà nó dứt được nó thì nó trần không phả dạ. Chứ nó 6 đường ngay sắp trần không phả dạ. Còn sắp trần nó còn ràng buộc dữ lắm dạ. Nó còn ràng buộc nhiều khi nghèo khổ nó xanh ăn trộm mình cướp nó khiến mình luôn dạ. 6 đường ngay quỷ vô thường này nó không có tu là nó phá hại nè quỷ vô thường nó phá Phật Thích Ca nè dạ Phật Thích Ca ngồi nó phá đó quỷ vô thường này là nó phá nè dạ. Nhờ ông bậm ngô miệng ông nhờ phép Phật đó phép Phật ông trả nó thiêu nó cũng chết rồi dạ. Ông ngồi 6 năm trời định 6 năm gần chết rồi dạ rồi lần sau thành Phật dạ. Nhờ một cái đàn kia đi lỡ bắt đi lên sửa lỡ cho ông một cái đàn đi lên sửa trời khiến không ông dạ. Uống đúng 6 năm bỏ xác dạ. Bỏ xác cứu dân độ thế dạ. Phật Thích Ca bỏ xác trong rừng Bác Hồ bố sát miền Bắc, Đức Thầy bố sát trên ngôi bảo. Dạ. Yeah. Mình nhớ ngôi bỏ đâu, mình bây giờ mình làm thiền, bây giờ nó thiệt cháu làm phước không được, phải cháu làm thiền phải không? Dạ. Yeah. Không có gì hết trơn rồi có riêng sao mình gần bà nổi đâu chứ gần, có riêng sao gần nổi. Cái gì cũng vậy chứ, không có gì có chứ, làm phước không được mà làm thiền không được. Dạ. Có riêng sao mình gần. Thờ ông bà cũng đạo Phật Phật khác Phật con hảo con có đạo Phật Phật ơi chứ không có vậy là cháu thờ ông bà không thấy không dạ có đạo Phật con thờ Phật đạo con Phật không rồi đạo con đài cháu đạo hảo thờ Đức Thầy dạ mà bây giờ nó hỏi thiệt tình thấy không mà cháu phải nói thiệt thấy không dạ. Tiền bạc cháu đi đây thấy không có ai giúp cho cháu mà cháu đi phát không hay là tiền cháu xuất ra dạ có mấy anh với mấy chị con giúp cho mình xuất ra thấy không dạ xuất ra vậy thì cháu cho bao nhiêu là cho chứ tao không có đòi hỏi mà nhiều hay ít gì hết không có đòi hỏi yeah. Tự bụng cho gì cho không phải là riêng mình tôi còn trẻ khác nữa gì bây giờ nghèo quá cháu cho cái này nó cho mày 10 tỷ chưa đủ nữa nghèo biết bao nhiêu nghèo phải không 10 tỷ cho chưa đủ mà ông cụ để con chở ông cụ về bây giờ là con mời ông cụ uống nước ăn cơm cho no đi rồi chở ông cụ về nhà luôn nè có nước nè có cơm đây nè dạ con biết nhà là ngồi tới con giúp con cụ nữa trời ơi tội quá trời luôn cô chú anh chị ơi dơ quá trời ơi cái ca này ca trà đường không sao mình chùi cái ca này cái ly thái lan không dễ gì kiếm có kiếm lắm không dễ gì kiếm cái ly này đâu hai chục ngàn một cái ly nè ly dễ gì kiếm cái ly này ờ ly đó kiếm có đâu có đâu 20 ngàn đó mua 20 ngàn đó cái ly này về thì mua không có bây giờ cháu ở Vĩnh Long anh dạ Vĩnh Long cũng đạo đức nhiều nha dạ thương bà hảo dạ bảo dữ lắm là lớp xe đi cháu thờ ông bà cũng đạo Phật vậy dạ con thờ đạo bà Phật con cháu hòa hảo là duyên thờ dạ. Đức Thầy dạ con mời ông dưới uống nước ăn miếng cơm đây cho no rồi đi đứa uống nước khỏi uống bây giờ có nước đây rồi uống gì nữa không nè trời tới hai cái đó may lại cậu duy trì luôn mấy chị quá không mình làm cho nó không nó nặng nó không có bay yeah. À. Không nó đổ nặng nó quen rồi không yeah. Bay quen, nó không bay cây gậy sao không cao lên cây gậy thấp quá vậy không đây cái gậy này là vừa tầm của ông cây gậy là cháu biết gậy làm chi không chi không cái thủng con nít rồi rúng nít nào cũng á mấy đứa nào hâm rồi rúng phụng phái còn cái gậy ha cái gậy cháu không chống à cũng không hết không hết là không hết dạ có thằng nó đòi bao nhiêu là
ác thủ có chừng 3-4 lần mới hết. Thằng này liền quá liền. Lấy gậy thọt vô không? À, không vô. Là cũng nhiều phép vậy đó. Ừ. Để cho cái đúng vậy. Nè. Để nó gặp cô này cho nghe. Gặp cụ lão tai nương gậy trống. Biết chừng nào dân được nghi nhất không? Dân được vui giờ lúc khải hoàng. Lúc này nè. Lúc này mà thì đang lên mình hát vui rồi nha. Hát vui rồi đó, nó thiệt là buồn rồi nha. Hát vui có 30-40 năm mà không? Là từ bao nhiêu nó sắp lên là hết vui rồi, buồn tới rồi đó. Yeah. Năm thìn đi dữ dội à, thìn này thìn độc rồi nha. Thìn là thìn chứ mà thìn cuối đời à. Yeah. Thìn lớn à, chắc gì hỏi đạo rồi mày biết. Yeah. Hỏi đạo, đạo nói cho cháu nghe. Nói giờ ông cháu mình đi xuống dưới cho mát ha, đứng đây nắng quá rồi. Cháu biết bảy thiện không? Bảy thiện. Bảy thiện á cháu biết không? Dạ không. Bảy thiện đạo đó. À biết biết. Có coi trên mạng thấy ông bảy thiện đạo đó. Dạ đúng rồi. Đọc ông nói đó. Đạo dữ lắm nha. Nói hay dữ lắm. Chúng nói cháu nghe bây giờ á, mình làm phước không được, mình phải hiền. Dạ. Không gì hết trơn, có riêng xong gần gần bà nội cho chứ gần có riêng. Cháu không ngơi dân nè, niệm Phật trước Phật mới cứu sau. Cháu đạo Phật cứ dựng những 6 chữ Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ Di Đà là chữ quỷ vô thường nè. Dạ. 6 chữ Di Đà là quỷ vô thường nè. Dạ. Chữ nó đó. Dạ. Chứ không phải nó chơi đâu. Thôi giờ ông cháu mình đi xuống dưới đi cho nó đi. Mát. Dạ. Đi gì đi. Dạ. Trời này à. Không muốn mưa rồi. Sao mình không niệm Bổn Sư Thích Ca ta? Hả? Sao không niệm Bổn Sư Thích Ca mà niệm? Ừ, nó muốn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nó muốn gì Phật, nó muốn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh Quang, anh Quang giờ có chở. Có giống nhau không? Ờ, Đức Thầy Phật Thích Ca là nó muốn cụ xuống dưới đi. Nó muốn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Phật Thích Ca đó. Trời ơi. Vậy là ông cháu mình đi dưới không ha? Đi. Ông cháu mình đi nha. Thưa cô chú anh chị, thì trên đường nghĩa đi Sóc Trăng đó, thì ở huyện Phụng Hiệp nè, bắt gặp hình ảnh một ông cụ 90 tuổi, hơn 90 tuổi, với chiếc gậy đã mòn, thì ông đang đi bộ để mà khất thực ở trên đường của cô chú anh chị. Do là cái quãng đường xa ông cụ phải đi xe ôm, ngày hôm nay thì ông cụ sinh không có được nhiều, cho nên là ông cụ định là đi bộ từ đây về nhà ở nhà máy đường Phụng Hiệp, thì cách đây khoảng hơn 10 cây số cô chú anh chị. Cho nên là anh em Nghĩa thì nhờ anh Quang đây là chở ông cụ đi về để tìm hiểu và biết cái hoàn cảnh của ông cụ nhiều hơn, thưa cô chú anh chị. Để trời ơi, cái ông hút bỏ đi ông cụ ơi, dưới đây ông hút khác ông ơi. Để biết nhiều về hoàn cảnh gia đình của ông cụ nhiều hơn, thưa cô chú anh chị. Dạ. Thấy có đứt thầy dưới chỗ rồi, hiện tại thấy gỗ gần. Dạ, dạ con chào ông ngoại. Ông, con xin phép con kêu ông bằng ông thứ mấy ông ngoại ơi? Thứ ba. Ông ba ha. Dạ, ông ba năm nay nhiêu tuổi ông ba? Ông 91. Dạ, ông ba 91 tuổi. Nãy là con thấy ông đi trên cầu á. Tuổi ông cứ ngựa, ông cứ dậu mà. Dạ. Ừ, ông lớn á. Là mình đi đâu á trên cầu này ông ngoại ơi? Nói bà ngoại rồi coi, bà ngoại rồi nếu mà... Nếu mà bà ngoại thì có tuổi cỡ tao không dưới á. Dạ. Sao không hứa mà nói là hứa bà ngoại vô. Bà ngoại sợ mày, bà ngoại mình tôi bây sợ nhỏ không? Có tuổi tao mới biết. Dạ. Hỏi chú dậu. Dạ. Chú dậu là 90 mấy á. Ông ngoại không nói bà ngoại ơi. Rồi. Là nãy con thấy ông ngoại đi trên cầu, là bữa nay là mình đi đâu trên đó ông ngoại? Mình đi xin cô bác. Đi xin. À. Nhà ông ngoại là nãy nói ở dưới nhà máy đường Phụng Hiệp. Dưới máy đường Phụng Hiệp. Là ngày nào ông ngoại cũng đi trên đường này hả sao ông ngoại? Không có đi. Ba bốn bữa mới đi lần. Ba bốn bữa đi lần. Ừ. Và những ngày đó là ông ngoại đi đường khác hay là ở nhà? Ở nhà. Ở nhà. Ở nhà rồi lâu lâu mới đi chỗ khác chứ phải đi chỗ ngoài đâu có. Dạ. Thì ông ngoại đi từ đâu đến đâu? Đi chỗ này rồi đi xuống dưới Màn Cá. Ồ. Màn Cá Bà Trinh dưới. Dạ dạ con biết chợ Màn Cá. Ừ, Màn Cá. À, ở đó giờ ông ngoại đi xa nhất là ở đâu? Tới đâu? Xa nhất là Cùng Trắng Lớn này nè. À, là mình đi bộ chứ không áo ngoại? Bằng đầu đi là đi xe, rồi bằng gì đi đà đà như vậy. À. Đi đổ, đâu mình đi đổ. Rồi bằng gì mình đi đà đà chứ đi về có nhà đưa tiền luôn, đang hết trơn tiền à. Dạ. Về có nhà cho mấy lần.
ngoại đâu, ừ, từ ừ. Dưới đi lên đây ngoại nhiều, ăn đây ngoại nhiều. Người ta chở thì xe ngoại nhiều. Đi có cái chỗ bánh xe lớn đâu biết không? Bánh xe dùng xe lớn á, 100 ngàn. Rồi con có ông ngoại đâu? Trời ơi, nó có mà nó bằng nó kiếm ăn thì thôi, đủ nuôi con nuôi vợ vậy. Rồi đâu có tiền mà nuôi với mình nữa, mới khổ vậy á. Ông ngoại mấy người con lại? 4 đứa. Ở riêng với ngoại hết trơn ha? Ở riêng. Giờ ông ngoại bằng kiếm, nhưng mà muốn con cháu ơi, chứ đâu có đất vừa gì. Bây giờ ông ngoại đang ở với ai? Ông với bà thôi. Ông với bà ha? Ôi, còn bà ở nhà nữa? Bà thì bệnh hoạn, có bệnh nha. Có bệnh mà đeo bác còn đi được. Có bệnh yếu tim lên máu. Bệnh hoài à, thuốc thôi. Ông ngoại có đất ruộng gì không? Đâu có ruộng đất gì. Phải có ruộng rồi mình cũng không có làm được con trong. Già rồi, mình đâu có. Mới gì đó, tôi nói cháu nghe. Lo nhà cửa, cái nhà tường, có thằng con nó đi mần ở ngoài thế giới, mẹ nó lo nhà cửa thì mình ở đào hoàng rồi nó chết rồi. Nó chết thằng đó, cái thằng nhờ chạy mà nó chết rồi. Nó chết mấy năm nay rồi lắm, nó chết 4-5 năm nay rồi. Làm thế giới là nhà cửa lo hết rồi nó chết. Dạ, làm thế giới là làm gì nhau? Hả? Làm ở ngoài, muốn ngoài hay làm sao? Nó đi mượn ngoài, mà có người ta mà không biết nó mượn cái gì mình không biết mày. Thế giới di động. Mình Đà Lạt á. Nó Đà Lạt hả? Ừ. Rồi nó mót tiền bạc gì, nó sang cái đất rồi nó cắt cái nhà. Cái rồi nó cắt cái nhà rồi đàng hoàng á. Bắt đầu cái nó tai nạn luôn không? Chảy ra, đúng rồi nó chết. Là ông ngoại đi về là bà ngoại ở nhà ăn mình. Rồi khi nào ông ngoại về bà ngoại nấu cơm cho ngoại ăn. Bà còn nấu được. Dạ. Bà còn đi nướng được nhưng mà đều bà uống lù rồi nè, bị phải bệnh quá. Ông ngoại đi kiếm tiền về đủ nuôi ông bà ngoại không? Nói nó ngay kiếm thì anh biết người ta cho á thì mình có được vài 300. Dạ. Rồi nếu mà ít cho thì 100 trong ngoài ngàn. Dạ. Mình lo cũng đỡ đỡ được. Ở đây là ban đầu đi về cứ đi bộ lên ta có cho là cho mình không? Chứ đi xe rồi về cái nhà hết tiền mẹ rồi còn gì đâu nó đi cho. Khỏi thành ra tôi nói cho nghe. Ai lấy khổ lấy biết. Dạ. Chứ tao đâu biết. Dạ. Tao đâu có biết cháu khổ hay là không mình đâu có hiểu. Dạ. Không biết cháu khá là cháu nghèo. Không nổi tao không biết nữa. Là sao tao biết? Tao đâu biết cháu khá là cháu nghèo là cháu biết. Nhiều khi có đứa nó cũng khá khá được. Dạ. Có cũng nghèo thấy ngồi vậy chứ. Có khi cháu bây giờ mấy cháu lại có đất vườn gì không? Dạ cũng có. Con được. Dạ con cũng giới thiệu với ông ngoại là tụi con là bên những kênh YouTube bên hội thiện nguyện là đi giúp những hoàn cảnh, tìm giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì, đi hoài đi quỷ vậy? Dạ con đi suốt à. Đi qua chỗ này rồi đi ở chỗ khác. Dạ dạ. Có khi là đi các chân quà ảo không? Có. Dạ có luôn. Có chứ. Sóc Trăng. Dạ có luôn. Có. Miền Tây con đi giáp hết rồi. Bữa nay ra đi Sóc Trăng. Cà Mau không? Có đi. Dạ có luôn. Vậy là quá biên quá rồi, mấy hạt này đi tới mẹ rồi. Không để mình đi tới Hà Nội. Dạ chưa, Hà Nội con chưa đi. Có đi đâu. Chưa đi. Xa lắm. Dạ. Không nổi tôi đi không nổi nữa. Hồi nãy con nghe ông ngoại nói về đạo Phật hay quá à. Là con xin phép con hỏi là ông ngoại thờ Phật cũng theo đạo Phật hả ông ngoại? Đức Thầy. Đức Thầy á, dạ. Thì tao nói mấy cháu rồi, có 3 ông hành Phật thôi. Dạ. Ông trời nó 4 ông thôi, không có ông nào nữa hết. Dạ. Vậy nói Phật nhiều Phật lắm mà không mình không có thấy. Dạ. Mình thấy thành phần Phật với cha mình thấy mà không biết căn duyên của ông sao mình không hiểu. Dạ. Thấy vậy thôi. Ông là Sĩ Đạt Ta. Dạ. Con ông vua Thịnh Phạn nha. Dạ đúng rồi. Ông là vua Sĩ Đạt Ta là thái tử à. Thái tử Sĩ Đạt Ta. Rồi. Dạ. Cha đã già rồi, con ơi về cha già rồi, con tu lâu lắm muộn ở nhà phò cha không được. Dạ. Trời định ngồi 6 năm thành Phật rồi đi bỏ ở nhà sao được. Dạ. Có vợ con làm hoàng. Dạ, vợ đẹp con thơ. Ông tu kiếp trước rồi không? Dạ. Chết. Chết đầu thai là cái sao có con mới có vợ. Dạ. Vợ con 2 con rồi vợ có vợ. Dạ. Ông nói về cha đã già con sao tu chẳng muộn. Trời định 6 năm rồi thành Phật mà ở nhà sao được. Ở nhà sao thầy. Thì vợ thì con giữa đi kia lấy chú vào rừng. Thì cha già vợ đẹp con tu. Ăn phá xong ra bờ bụi ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy mà đạo gần đất thì ma dương theo thấy. Dạ.
phúc sát gì nè, nó phá ông quỷ vô thường, nó phá đừng cho thành Phật mà. Dạ. Ông nhờ phép Phật, ông có Phật rồi ông vô quân lành rồi. Dạ. Phép Phật ông tả nó tiêu. Dạ. Chúng sáng năm bỏ sát trong rừng, mới bỏ sát trong rừng xuống mới cứu dân được thế. Ông bỏ sát trong rừng, Đức Thầy bỏ sát Hòa Hảo. Dạ. Bác Hồ bỏ sát miền Bắc. Rồi có ông nào mà giờ bằng cái linh hồn cháu đâu phải sát để mình về được. Dạ. Ông cho nó cái cảnh này cho cháu nghe. Yeah. Ông trời giờ ông không cần mình tu, không cần hiền, bây giờ tao không cần. Tao hỏi cháu ông trời ông sống mấy ngàn năm nay, ông sống như mình hồi nào? Ông trời có sống mình được không? Luôn có. Yeah. Mà mình có sống với ông trời không? Không có. Ông trời nó tao sống độc thân của mình tao à. Tại vì ông về tao không cần, tao cũng vẫn sống như thường. Yeah. Ông trời ông sống mấy ngàn năm nữa cháu. Ông trời 3.000 tuổi đặng con, chứ phải mới rồi đâu. Tôi hỏi không ai biết hết trơn. Tôi hỏi ông trời bao nhiêu tuổi không ai biết hết. Người ta hỏi 3.000 tuổi đặng. Rồi nó nói trời ơi, ông trời gì mà dưới không? Nè, năm nay 2.000 mấy rồi, ông có 2.000 mấy sao tạo mình ra. Ông phải trước 1.000 năm nữa ông tạo mình ra. Ông tạo đủ phương diện hết trơn, trời ông tạo đủ đồ ăn đủ mình. Ông tạo thuốc cây cỏ thuốc men vô mình đầy đủ, đủ hết trơn hay không? Rồi ông tạo ra người. Dạ. Có 100 là người bà thôi, 100 người đông thôi nha, không tạo nhiều. Dạ. Mình để giết là vậy đó, 100 người thôi chứ phải tạo nó đông vậy đâu. Dạ. Rồi cháu đẻ con, cháu đẻ ra con mày nó sanh ra, nó đẻ con mày, đẻ ra đẻ và lưng cái lên, chứ đâu phải nhiều ra. Ông ngoại là ăn chay hay dùng chay dùng mặn ông ngoại? Bây giờ tôi nói cháu nghe nè, đi tu vậy với trong nguyện với thầy. Yeah. Bây giờ con già ăn ra chiều không được. Yeah. Ăn chay 4 bữa thôi, chiều không nổi cháu bị mình già rồi. 29, 30, 14 gầm. Rồi 14 gầm, 19, 30. Yeah. Chay 4 bữa. Chay 4 bữa ấy là quy tắc. Giá như lời kể thì khùng gì dắt chúng sanh. Con Phật nó có khôn lanh. Khôn lanh là con ma con quỷ. Yeah. Cái người khôn lanh khác thấy vậy như là ma quỷ không phải khôn đâu. Yeah. Cái người mà cháu thử coi không, cái người nào mà cháu cho mà không thầu đó, không lấy không là được cháu cho bao nhiêu không thầu là người đó thiệt người đó. Còn quỷ ma cháu cho bao nhiêu thầu hết bao nhiêu. Dạ. Yeah. Cầu nó cho mình lấy lợi mình ăn, bởi ông nói cái câu này, có cái câu này không đặc biệt, không ai giặt xuống câu này được mà. Yeah. Thấy của người thèm khô nước miếng. Yeah. Chính làm sao người giặt lấy đi chứ không có thương đâu con, không có thương đâu mà đừng nói anh em mình lên ông ruột mình đi nè, còn chưa thua nè, chưa có hay vào cha vào mẹ gì hơn, vào cô vào bác ai làm đấy ăn. Dạ. Yeah. Vô cháu hỏi bây giờ cháu nghèo khổ mà có thằng anh không, cháu lợi rồi anh nó biết cháu muốn xin tiền rồi thì khi buồn bã cái mặt làm phim không nói chuyện với mình, sợ xin mình. Dạ. Yeah. Anh em mà vậy nó đừng nó ruột thịt, còn người ngoài sao nữa, người ngoài còn hơn mình nữa. Yeah. Bởi vậy đừng có tin ai đây nè. Chứ nó con nghe vợ với chồng mà chưa tin nữa cháu. Yeah. Nhiều khi á mình khá thôi, mình nghèo khổ nó bỏ mình, nó lấy gì khác lỗng trời không. Yeah. Có là cháu không có con cứu mày đó. Có. Còn nhiều khi nè cha mẹ làm đó mà con chi của có không? Dạ. Yeah, có. Dạ. Rõ ràng. Dạ. Tôi hỏi con vậy là con quỷ ma dình ăn. Dạ. Yeah. Cha mẹ làm mà con chi của. Yeah. Để trong đó là giải với thầy nói đó, phải có nghe cháu nè. Tu thờ được lúc đầu hôm, rồi đem khi muốn dựng nội công của người. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, như khởi cửa hai tay cấu xé, dần dần bạc có tu không được. Tu không được, chết mẹ rồi, vậy là chết mẹ rồi. Bởi đồng kia đồng bạc này nó ám nhãn con người, nó không cho mày tu. Đồng kia đồng bạc này xin lỗi cho nó mạnh hơn cái đạo đức nữa, nó mạnh hơn đó tao. Bây giờ cháu rủi tu ai đi với mày cạo đầu ra. Ờ tao mà đi chi lấy thì tao thấy có 100 ngàn rồi. Rồi rồi vương đi. Cái tu rồi diễn điệp. Không đi. Tôi nói cho nghe bây giờ cháu cần tiền bạc một số hay không? Cháu phải có đạo đức một số chứ. Rồi tiền bạc không rồi đạo đức không có rồi thôi. Em ngu rồi. Cái đạo bây giờ tôi nói cháu nghe. Mà ngoài uống nước miếng đi. Cái đạo đức này đó. Uống nước đi mày. Cái đạo đức này. Nó mênh mông thế giới cháu ơi. Mình thấy vậy chứ nhiều khi vậy nè,
nói cái đạo đức mà mượn lĩnh mà nói thôi chứ chắc chưa có biết. Cháu mượn lĩnh đạo đức mà cháu nói thôi chứ cháu chưa biết thành phần thì sao. Bây giờ còn ông trời đứng trên, ông Phật này á, dưới nguyện ông trời. Ông trời cho thành Phật trai cho. Ông Phật cũng nói ra vậy, ông chưa biết ông trời thì sao nữa. Còn hỏi cháu như ông trời đi. Con nói ngày mai là tới đời đi, mà tới sao được. Ông trời cũng không có theo mình mà tới đời. Bây giờ cháu làm gì ông trời không khi không theo mình nữa chứ. Cháu làm gì cháu làm, ông trời không có nói vậy chứ. Nè, cái câu này nè. Ta ngồi buồn nó mần chuyện chi, có ai giúp được cái gì con trời đó, ta thấy chưa. Cái câu nói là cho hải đạo đi, không có mày cháu đâu đâu nè. Thằng đạo cũng chưa biết nữa. Cháu suy nghĩ ra cháu nói thôi. Chứ không biết đạo đức làm sao, phải không? Làm sao cháu biết. Còn lĩnh ông trời nó chứ, bộ nó ông trời rồi. Ông nhớ hết hơn thôi. Mình nói đạo đức là nói một phần thôi chứ không bằng ông trời. Nói gì nói vậy, mượn cái lĩnh mà nói vậy thôi. Chứ không biết cháu. Nè bảy thiện là chúa chùm nhân mà ông mượn lĩnh nói thôi, ông chưa biết làm sao nữa. Ông ai biết ông trời vậy chứ. Ông ngoại ơi, bình thường là ông ăn đồ được nhiều không ngoại? Bình thường mình ăn cơm đồ này kia được nhiều không ông? Ăn cũng đỡ đỡ. Dạ. Già rồi ăn thì sao bằng mấy cháu. Dạ. Đỡ đỡ. Bữa ăn ông ăn được hai chén không? Chén à. Chén à hả? Ừ. Rồi ông đi về về ông mệt không ngoại? Nó nghe cũng mệt chịu mà sáng là hết rồi. Hết rồi, hết dứt rồi. Một trời. Ngày ông đi bao nhiêu cây số? Một ngày 90 cây, một mấy chục cây à. Dạ. Bị con dậy cho nó không quen. Thế không? Em đi. Bây giờ mấy cháu đi đây à, đâu có đi bộ được. Đi xe không đi bộ, mình đi bộ không thấy đâu. Ông nổi nó đi không nổi nữa. Con đi giờ không kịp ông nữa. Đi bộ mà cháu đi làm cái gì chứ, cháu đi từ thiện này mà đi bộ. Rồi làm sao mà đi tới Sóc Trăng bà nổi được. Là hàng ngày là ngày ông ngoại đi về à, bà ngoại nhà nấu cơm cho ngoại ăn. Tôi ra đi, hồi ra đi thì nấu trước. Dạ. 4-5 giờ mình nấu rồi. À hồi trước giờ, hồi trước giờ là ông ngoại có ai mà quay giống như con mà cho tiền ông ngoại không? Có cho tiền thời gian rồi tiêu luôn, mấy năm nay tiêu luôn. À không có cho gì nữa trơn. Người ta quay nhiều không ông ngoại? Mấy thằng ở trên cùng trên trắng lớn trên. Tại vì con có chụp hình cho ông ngoại, cho chị con ở bên Mỹ thì chị con biết ông ngoại là thấy ông ngoại đã lên kênh YouTube rồi. Dạ. Nó cũng dạy chúng vậy rồi, nó biết liền rồi đó. Cháu mới biết à. À giờ là chị con á là biếu cho ông ngoại 500.000. Cháu hỏi ông dạy chúng vậy đâu, đâu biết hết trơn á. Hỏi dạy chúng vậy rồi là biết hết trơn, ở đâu cũng biết là chúng vậy. Ông già chúng vậy ha. Ừ, hỏi dạy chúng vậy chỗ nào tao cũng biết, trong nhà rửa tao biết luôn. Chỉ mình đi thường chứ mà tao không biết gì được. Thế kệ cho nhiều cho cháu ơi. Bây giờ cháu cho rau nhiêu cho ra nói chuyện với cháu đó một chút. Mấy cái vợ đỏ đó. Hả? À? Bị ngứa không? Có bị ngứa không? Cứ ngứa. Rồi để con xích thuốc cho hết rồi. Cứ ngứa cái con mắt nè. Giải nè. Cho bao nhiêu cái rồi nói với cháu ra nói chuyện, nó chút đỉnh, cầu chút cho nó. Tự nhiên. Nó mần ngủ cho người ta cho mạnh khỏe thì kia nọ là mần ngủ có tiền chứ là phải không thì có tiền, có khi là ai không thì có tiền ở đâu mà cháu đi, là cháu đi về rồi cháu cũng mần ngủ thì kia nọ mới có tiền bạc chứ. Dạ. Ông cháu mần ngủ thì sao cháu có tiền. Nói chung là tụi con á được mấy anh mấy chị ở bên nước ngoài á hỗ trợ, nhưng mà mấy anh mấy chị bên cũng làm cực lắm, bên đó là cũng xứ lạnh tuyết rơi rồi này kia. Ngay. À, cũng nó bị lì nè. Bên mình mang bên được 100 đô gì đấy mình lỗi tiền không? Dạ. Lỗi ra là nó ngay quý lắm. Dạ. Mà bây giờ 500 đô là đổi bộn tiền rồi. Dạ. Mình nhờ vậy nó mới có tiền nhiều lắm. Dạ. Chứ bây giờ cháu coi mà nếu mà không đổi thì bệnh cháu lấy gì đây cháu xài đâu có được. Đâu có ai cần xài. Dạ đây là. Đây là mình đưa vườn mãi cũng không xài. Con xin bứa ngoại 500.000 của chị Xuân ở bên Mỹ gửi cho ngoại. Bây giờ lâu chưa nói chuyện với cô này chú. Dạ không, chị chỉ nhắn tin thôi, giờ chị đang làm.
Dạ. Vậy mình muốn cầu chúc cho cháu mạnh khỏe nha. Dạ, dạ. Trời ơi, đó là chị Xuân. Ông nói ông cảm ơn chị Xuân đi. Cảm ơn chị Xuân nha, đây hả? Dạ, thì ông nói lên đây là nữa, chị Xuân con chị thấy. Cảm ơn chị Xuân nha, cảm ơn cô Xuân nha. Dạ. Cầu chúc mạnh khỏe, lai qua là khỏi truy trừ đặc bệnh này. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì... cũng nghe được không? Dạ, nghe. Khi còn con đăng cái video này lên chị sẽ thấy. À, con cũng thấy ông ngoại đi dọc đường vậy đó, đi sinh của người ta đó, rồi nắng nôi rồi cầu khổ quá, mà con biết được một điều nữa là ông ngoại tới chín mấy tuổi lận. Nói vậy à, nói với ông già này khổ quá trời khổ rồi à. Dạ. Nó nói trong bụng ông già này khổ quá rồi. Nhưng mà khi mà con chụp cái hình của ông ngoại con gửi lên thì chị biết không? Tụi nó thấy ông này khổ quá, nó muốn khóc quá, nó định nói không. Ông bà mình cũng như ổng rồi. Dạ. Ông bà mình ngon ổng chứ đâu phải vậy. Hỏi ông già chống vậy là ai cũng biết rồi. Ai cũng biết rồi, cháu vô cầu vô láo hỏi già chống vậy rồi. Dạ. Ta nhà rửa ra chỉ liền. Đây nè, con xúc đây. Giờ con nói với ông ngoại vậy nè. Mấy ông cháu mình uống nước xong rồi cái con về nhà ông ngoại con ăn cơm nha. Con đói bụng rồi. Về nấu cơm ăn. Về nấu cơm ăn, trời ông ngoại nói chuyện nói thương cô chú anh chị. Ừ, dạ. Nghĩ là con muốn biết nhà ông ngoại đó, mai mốt con tới con giúp nữa. Đang nói khỏi. Thôi là mày giúp vậy. Hoài rồi nó chịu nổi. Thì bạn khó kiếm chết ngồi chứ. Đừng còn những ông ngoại nó mồng cũng trần ai ngủ nhộng con ơi. Nhưng mà cực khổ lắm chứ không phải chơi. Cực khổ lắm người cháu. Chứ không phải mà chung sướng nha. Tụi con muốn biết là ông ngoại coi ông ngoại sống làm sao mà. Được ông ngoại. Khỏi. Khỏi à. Cháu đi vừa đi lấy đây rồi. Cứ nghĩ vậy được rồi. Còn mấy cháu còn đi chỗ khác nữa. Vì khi cũng gặp tao nữa chứ lâu cháu không gặp. Thì cháu khi nào cháu muốn vô chỗ mà cháu hỏi cháu. Lò lượng. Lò lượng vô cầu sáu láo. Sáu láo lăn bản vậy nè. Cháu chạy khúc qua tới mấy cái nhà ở trong cho hỏi ông già chú vậy chỉ. Cầu sáu lá không ngoại? Sáu láo à, dạ. Là người mà chạy cầu sáu láo. Dạ. Thôi bữa nay sẵn dịp rồi con chở ông ngoại về để ông ngoại đi bộ dưới sao chịu nổi. Cháu nói khỏi mà. Điện hồ cái có tượng lưu nước. À. Vậy là bữa nào con vô cầu sáu láo con tìm ông ngoại ha. Cầu sáu láo rồi cháu chạy vô xóm nhà giọng nó có xóm nhà. Dạ. Vô xóm nhà hỏi là ông nhà chúng vậy đâu mình tên tuổi liền. Nhưng mà lỡ mấy ngày đó con vô ông ngoại không có nhà sao? Con muốn bữa nay con tới nhà con biết nhà ông ngoại luôn, con ăn cơm nhà ông ngoại, con xin bữa cơm. Không có. Nhiều khi cháu kể hang cho. Nhiều khi kể hang mới đi chứ không đi hoài đâu. Tháng mấy tháng lận không phải đi hoài đâu ngoại nói cái địa chỉ lại ngoại thì vô cầu sáu láo thì nó vô đường không biết cháu biết cái gì không biết chỉ ngay vô có đường bộ có dây lâu nữa đường mở cầu sáu láo lăn bản ngay vậy nè cầu sáu láo lại lăn có cái cầu đúc dạ cũng vậy hả dạ cũng vậy thì nó chỉ thì nè có cái là cái cầu số láo chạy vô chút có xuống nhà phường năm rồi gì nữa thị xã ngã bảy thị xã ngã bảy chứ gì. Dạ thôi thì hôm nay thì con cũng biết được ông ngoại vậy đó hãy cầu chúc mấy cháu nha. Dạ con việc đi xuống dưới đi rồi vòng vòng rồi mấy cháu về chơi nhà cái tối rồi chơi chơi vòng nha. À, con chúc ông ngoại nhiều sức khỏe ông ngoại nha. Cũng cầu chúc cho mấy cháu hết bình an sức khỏe Nam Mô A Di Đà Phật nha. Bổ dạ. Em cũng thay mặt ông ngoại cảm ơn chị Xuân rất là nhiều đã biếu cho ông ngoại 500.000. Dạ. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video thời điểm này. Xin kính chúc quý cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Nó gặp đau nó muốn chảy nước mắt rồi nữa. Dạ. Nó người như con già quá. Ông già. Ông già là cái ổ như ông. Dạ, nó đang thấy hả?